của Trọng Hoàng cũng là một điều bóng lên Quang Hang Seo có thể chờ đợi. Quang Hải, Quang Hải vẫn đang là Quang Hải, đường chuyền cho Công Phượng không được. Nhưng kết quả cuối cùng thì Jordani vẫn thắng với tỷ số 1-0. Pha xử lý của đội bắt đầu. Như đã nói, đây là trận đấu mà trong hiệp 1 này thì thủ thành Safi gặp bất lợi về ánh nắng, và những phương án như thế này của Đoàn Văn Hậu là có thể hiểu được. Pha bóng hay của Phan Văn Đức. Công Phượng, vẫn là Công Phượng. Quang Hải, Phan Văn Đức. Tiếc là Phan Văn Đức lại không kiểm soát được đường chuyền của đồng đội. Và trong những pha bóng kiểu như thế này thì cao thủ Jordani rất lợi hại. Cầu thủ sáng giá nhất của đội tuyển Jordani. Thành công! Lại là số 18 Antamari. Rất tốt! Giữa các tuyến đang được thể hiện khá ổn định nhưng có nguy hiểm. Hoàn hồ Đặng Văn Lâm! Hoàn hồ Đặng Văn Lâm với một pha phản xạ tuyệt vời. Và chúng ta thấy rằng là các tiền đạo của Jordani nhanh nhẹn đến như thế nào. Tuy nhiên đường chuyền trước đó của Huy Hùng là quá mạo hiểm. Pha xử lý quá hay của Musa. Nguy hiểm, Asadi không vào. Jordani không hề chơi đơn điệu. Bây giờ họ tập trung nhiều sang bên phía cánh phải và Musa, cầu thủ áo số 18 đang tạo ra rất nhiều sự khác biệt như trong pha bóng này. Và thật sự là rất may mắn khi trong tình huống vừa rồi. Tính bất ngờ trong tình huống vừa rồi đã qua đi, nhưng đây là Quang Hải. Phan Văn Đức! Không được, không được. Đường chuyền chính xác sang bên phía cánh phải cho Trọng Hoàng. Dứt điểm! Thêm những pha áp sát từ phía cầu thủ chúng ta. Lại là Tamari. Bóng đi đúng vào vị trí của Đặng Văn Lâm. Số 18 của đội tuyển Jordani đang tạo ra không ít những sóng gió về phía khung thành của Đặng Văn Lâm. Và bây giờ là quả đá phạt được thực hiện bởi Công Phượng. Đánh đâu! Chạm đầu của Đoàn Văn Hậu. Đường chuyền chính xác dành cho Đoàn Văn Hậu. Cơ hội! Việt Nam. Một pha bóng rất hay. Với một tình huống đập nhả và Công Phượng đã làm tường để Đoàn Văn Hậu thực hiện cú đá chân trái quen thuộc. Cú đá là rất căng rồi. Nhưng Safi đã chơi tập trung. Rất nhiều những đường chuyền ở đoạn ngắn ở bên phần sân nhà để du ngủ đối phương, và ngay lập tức là một tình huống mà thay đổi nhịp độ đã giúp cho đội tuyển Việt Nam có được cơ hội với một pha bóng đẹp giữa Công Phượng và Đoàn Văn Hậu. Như vậy là có vẻ lại có thêm một quả đá phạt nữa và các cầu thủ Jordani cho rằng họ xứng đáng được hưởng penalty. Jordani tương đối bài bản trong những tình huống dàn xếp đá phạt. Jordani đã mở tỷ số. Lần này vẫn là quả đá của Baharaman. Quyết định thổi phạt trước đó là hơi đáng tiếc. Nhưng phải nói đây là cú đá quá tốt của Baha. Đoàn Văn Hậu giữ bóng tuyệt vời. Phạm Văn Đức. Công Phượng. Vẫn đang là Công Phượng. Vẫn là Công Phượng, rất hay. Trọng Hoàng. Áp sát rất hay. Đó là áp sát của Huy Hùng. Vẫn còn Hùng Dũng. Công Phượng. Thật tốt lần nữa. Đó là cú đá của Quang Hải. Hùng Dũng. Công vào. Rất tiếc. Đó là cú đá quá tốt của Hùng Dũng.
Liên tục là những pha dứt điểm từ phía cao thủ chúng ta. Và ở tình huống này thì Hùng Dũng đã đưa ra một giải pháp xứng đáng. Vẫn có quyền hy vọng ở tình huống dàn xếp đá phạt góc này. Công Phượng đá phạt. Đường chuyền nhanh. Vẫn còn Đoàn Văn Hậu. Kịp không? Sự khôn ngoan của Đoàn Văn Hậu mang về cho chúng ta một quả đá phạt. Đội tuyển Việt Nam đang dâng cao ở trong những phút cuối hiệp 1. Trọng Hoa! Không có ai áp sát. Một quả đá từ rất xa của Trọng Hoàng. Và tưởng như sự chói nắng và quyết định bất ngờ vừa rồi của Trọng Hoàng đã mang đến bàn thắng dành cho đội tuyển Việt Nam. Có lẽ là Amr Safi đã bị giật mình. Rất hay, Công Phượng. Công Phượng. Quá hay. Chân chạy. Trọng Hoàng. Công Phượng mà một lần nữa thì Công Phượng lại thể hiện cái duyên ghi bàn vào lưới cái đường bóng của Tây Á. Đúng là cái duyên Tây Á, và Công Phượng vừa rồi đã thực sự cho thấy khả năng chọn vị trí tuyệt vời của mình. Tuyệt vời, một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của Công Phượng và các đồng đội. Đường kiến tạo ngoạn mục của Trọng Hoàng ở bên phía cánh phải, và Công Phượng di chuyển cực kỳ khôn ngoan. Và pha bóng này thì không cho thủ môn Amr Safi một cơ hội nào nữa. Đây là một giải đấu mà Công Phượng đá rất hay ở vị trí trung vòng cấm. Anh thoát ra giữa hai trung vệ của đối phương, có mặt đúng lúc đúng chỗ để bóng tung lưới không thành của Jordani. 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Đây là Yasin. Văn Lâm. Chính xác với tình huống phán đoán đường chuyền vừa rồi thì bây giờ đã phải nhận một bàn thua và đang có phần bối rối trước sức ép từ phía các cầu thủ chúng ta. Đó là một sự bất ngờ, Công Phượng định đá thẳng ngay. Công Phượng đưa ra một quyết định táo bạo. Vừa cứu thua cho các cầu thủ Jordani. Đánh đá! Bùi Tiến Dũng vừa ăn thân bật lên. Thật là những phút giây tuyệt đẹp của đội tuyển Việt Nam khi mà chúng ta luôn có cảm nhận là bàn thắng đã ở rất gần rồi. Bùi Tiến Dũng đã chọn vị trí tuyệt vời. Quang Hải. Phạm Văn Đức. Phạm Văn Đức. Go vào. Lại một lần nữa thì bóng đều rất gần với mảnh lưới của Jordani. Quá tiếc cho tình huống này, đường truyền của Quang Hải. Phạm Văn Đức đã rất cố gắng để chạm vào bóng rồi, nhưng đội bạn vẫn có sự bọc lót cho nhau ở tình huống này. Và sự tự tin cũng không còn với thủ thành Safi. Cú sút của Quang Hải. Hiệp 2 bùng cháy của đội tuyển Việt Nam. 15 phút vừa rồi quả thật là 15 phút khó quên với những cổ động viên chúng ta. Bình thường anh Khắc Cường có công nhận không, Safi chắc chắn sẽ không có khó khăn nào với một pha bóng như vừa rồi. Nhưng những áp lực mà chúng ta tạo ra khiến thủ môn này không có được sự tự tin lớn nhất. Đó bắt đầu. Phạm Văn Đức. Có thể dứt điểm. Công Phượng. Cú đá sấm sét của Hùng Dũng. Nhưng quả thật đến lúc này thì Safi, thủ môn của đội bạn, luôn chơi với một sự tập trung rất cao. Quyết định đá thẳng và Đặng Văn Lâm đã đâm bóng chính xác. Lần này thì không còn nguy hiểm nữa rồi. Nguyễn Ngọc Hải và Safi. Nguyễn Ngọc Hải và Baha. Hùng Dũng. Vào rồi. Cú đá của Baha. Xuân Trường. Tuyệt vời. Số 10 của Jordani đối mặt với Đặng Văn Lâm. Văn Lâm lại kiến tạo. Và như vậy là tiếng còi của trọng tài Mohamed đã cho hiệp đấu đầu tiên được diễn ra. Sani. Asnawi. Vẫn là Asnawi đưa chuyền. Một tình huống rất lực chụp của Bùi Tiến Dũng, và như vậy là đã có bàn thắng đầu tiên dành cho Indonesia. Chúng ta hãy cùng xem lại một đường chuyền phải nói là không thực sự quá khó, nhưng Bùi Tiến Dũng lại có một pha xử lý thiếu chắc chắn.
Một bàn thua phải nói là đáng tiếc của U22 Việt Nam. Nhưng chúng ta hãy cùng hy vọng là pha bóng vừa qua sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý thi đấu của Tiến Dũng. Cơ hội, cú sút vào không, đó là bóng đã đi ra ngoài khung thành. Rất đáng tiếc cho cơ hội của Hùng Dũng. Một đường chuyền rất nhạy cảm ban đầu của Trọng Hoàng. Trọng Hoàng quan sát thấy tình huống di chuyển rất thông minh của Hùng Dũng. Cú dứt điểm không thành công thì gần như những pha lên bóng của U22 Việt Nam vẫn chưa thành công. Trọng Hoàng, cú đá từ xa của Trọng Hoàng. Đó là pha dứt điểm chính xác đầu tiên của U22 Việt Nam về phía khung thành của Nadio. Thì hai trận đấu tiếp theo của U22 Việt Nam sẽ rất khó khăn. Hãy đứng trên đường chuyền Tiến Linh. Pha xử lý rất bình tĩnh của Tiến Linh. Quá đáng tiếc cho pha dứt điểm của Quang Hải. Một cú đá bằng chân trái chân thuận. Ngay sau khi vào sân thì Hà Đức Chinh đã tạo ra được một tình huống lên bóng rất đáng nói. Cú đá đầu vào! Đó là thành công. Tỷ số được các bạn màu đâu? Đó là những gì mà tất cả chúng ta đang chờ đợi trong hơn 60 phút vừa qua của trận đấu. Niềm tin đã trở lại trên các khán đài và với toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nếu như trong hiệp 1 chúng ta có rất nhiều những tình huống phạt góc không mang lại hiệu quả, thì ở lần này bộ đôi của câu lạc bộ Hà Nội Hùng Dũng và Thành Trung đã mang về bàn gỡ hòa 1-1. Một thời điểm hết sức quan trọng để đội tuyển U22 Việt Nam có được bàn thắng gỡ hòa. Các đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo luôn biết cách để vượt qua khó khăn. Một đều rồi. Thêm một tình huống mà Bùi Tiến Dũng đã khiến cho chúng ta cảm thấy đứt thót tim. Thì bàn thắng của Thành Trung đến từ một hậu vệ có một vai trò rất quan trọng. Tiến Linh, cơ tấn công dành cho U22 Việt Nam vẫn là Tiến Linh. Nhưng rất đáng tiếc là Tiến Linh đã phạm lỗi với đối phương. Đã có những tình huống nóng nảy xảy ra không đáng có. Kiếm bàn thắng thì các cầu thủ U22 Indonesia cũng đã có một phương pháp tương tự như biện pháp vừa qua họ làm đối với Tiến Linh. Hành động khiêu khích được khởi xướng đến từ đội trưởng Andy Setio. Chúng ta đã thấy rõ được ở pha quay chậm. Tiến Linh đã cho thấy được sự quyết tâm rất lớn của mình với tình huống đi bóng va chạm với đến hai chiếc áo trắng. Hoàng Đức, cú đá từ xa, đó là một cú ra chân đầy bất ngờ của Hùng Dũng. Ở trong hiệp đấu thứ hai này thì vai trò của Hùng Dũng đã thực sự phát huy. À, trong Hoàng thì hiệp đấu thứ hai này quân bài tẩy đó chính là Hùng Dũng. Đường chuyền tầm thấp Tiến Linh, coi không vào. Rất đáng tiếc cho Hà Đức Chinh. Vừa rồi tưởng chừng như tỷ số đã là 2-1. Chúng ta hãy cùng xem lại hai pha dứt điểm của bộ đôi tiền đạo Tiến Linh và Đức Chinh. Một cú đánh gót phải nói là rất cảm giác. Hy vọng điều kỳ diệu đến với hàng công của U22 Việt Nam trong 3 phút này. Thêm một đường chuyền. Hoàng Đức, cú đá từ xa, tuyệt vời! Quá tuyệt vời! Đó là Hoàng Đức, những giây cuối cùng. Tỷ số là 2-1, tuyệt vời. Một cú đá phải nói là mang tính đột biến quá cao. Và như vậy là Nadio đã lần thứ hai phải vào lưới nhặt bóng. Bàn thắng quý hơn vàng của Hoàng Đức. Và chúng ta đã ngược dòng. Hoàng Đức ngày hôm nay với những gì mà cầu thủ áo số 14 của U22 Việt Nam đã thể hiện, anh xứng đáng có được bàn thắng quyết định này. Bàn thắng tuyệt vời. Chúng ta một lần nữa được xem lại siêu phẩm của Hoàng Đức. Đủ không gian và thời gian để thực hiện một cú Nada Bắc vào lưới khung thành của Nadio. Những sự kiên nhẫn, sự bình tĩnh và quyết tâm của cầu thủ Park Hang-seo đã mang về bàn thắng 2-1. Một màn ngược dòng rất tuyệt vời của các cầu thủ áo đỏ. Đó là những gì mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất mong chờ ở thời điểm này. Chúng ta đã có những thời khắc bùng nổ trong hiệp 2.
Sự kiên nhẫn, sự kiên định đó đã được tưởng thưởng bằng một bàn thắng phải nói là siêu phẩm của Hoàng Đức. Tiến Linh, cơ hội cho Tiến Linh, cơ hội, cơ hội. Tiến Linh là một lợi một cơ hội qua đáng tiếc. Chúng ta cũng thấy sự tiếc nuối của Tiến Linh.